Cũng trong sáng nay, quận ủy Sơn Trà tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và bàn giải pháp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Năm 2020 là năm hết sức khó khăn cho toàn đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch theo nghị quyết ban chấp hành đảng bộ quận đề ra. Do ảnh hưởng của Covid-19, nên tình hình kinh tế xã hội quận khó khăn, suy giảm so với cùng kỳ. Theo đó, năm trên 9 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn quận năm 2020 chỉ đạt 83% kế hoạch và giảm 13% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành kinh tế chủ lực của quận là thương mại và dịch vụ bị thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tê liệt kéo theo ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2020 chỉ đạt gần 48% dự toán thành phố giao. Dịch bệnh cũng tác động mạnh đến an sinh xã hội, đời sống của người dân. Ban thường vụ quận ủy đã chỉ đạo các cấp ngành triển khai tốt các chính sách và huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là đối tượng chính sách ổn định cuộc sống. Tại hội nghị, cùng với việc thống nhất phối hợp triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp thực hiện tốt chủ đề năm 2021 đã được thành ủy Đà Nẵng xác định là năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, quận ủy Sơn Trà quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo.